Xin kính chào mọi người đã quay trở lại với kênh của Hảo. Thì ngày hôm nay Hảo có một số những cái máy khoan, máy bắn vít sử dụng pin cầm tay, hàng đã qua sử dụng của nội địa Nhật Bản ha. Thì những cái máy trước mặt mọi người đây là những cái máy mà Hảo đã vệ sinh sạch sẽ rồi, cho nên mọi người mua về thì chỉ việc ghim pin vô xài rồi ha. Thì hôm nay những cái máy cầm tay, máy bắn vít cầm tay này thì đa số đến từ những cái thương hiệu nổi tiếng của Nhật Bản, giống như là Makita, Hitachi, Panasonic hay là Nasonan gì đó. Mọi người nếu như mọi người có yêu thích những cái chiếc máy nhỏ gọn nhẹ cầm tay mà công suất cao, bền bỉ của hàng nội địa Nhật Bản thì mọi người liên hệ với số điện thoại, Facebook hay là Zalo Hảo để dưới cái phần mô tả clip nha. Rồi, đầu tiên Hảo xin giới thiệu đến với mọi người là một cái cây vít búa dầu của hiệu Mát ha. Đây, là nó là đây. Máy ngoại hình rất là đẹp. Mới còn gần như là 90% luôn. Cái này thì cái thân máy mới á, thì mình mua mới bên Nhật về á, thì giá nó khoảng là 9,5 triệu, chưa tính các phí ship ha. Còn ở đây thì Hảo bán cái thân máy búa dầu của Mát 18V này với giá là 4,8 triệu ha, giá bán chưa gồm phí ship mọi người ha. Rất là im luôn. Ba cấp chỉnh ha. Cái cây búa dầu này thì mục đích là mình sử dụng, mình lắp ráp những cái kệ gỗ hay là làm trong những cái môi trường mà yêu cầu cái độ ồn nó phải thấp á ha, thì mình sẽ mua cái cây búa dầu Mát này ha. Rồi, kế tiếp là một cái cây vít của Nasonan, mã là EZ7204 ha. Cái này là cái máy không than, đời cao, sử dụng pin li-ion luôn ha. Máy rất là êm ha. Đó. Hàng made in Japan ha. À. Rồi cái những cái phím này nó hơi bị lủng cái miếng che ở ngoài một chút ha. Đây, người thấy ha. Đó, nhưng mà không ảnh hưởng ha. Cao su nó có hơi chốc một chút xíu nhưng mà nó rất là bền ha. Những cái máy như thế này thì mình mua về cho thợ xài hay là mình sử dụng không có giữ gìn cẩn thận cũng nó đỡ tiếc ha. Cái này thì Hảo bán một bộ, một máy, một pin, một sạc nè, sạc của nó đây ha, đây là sạc của nó nè. Đó, một bộ như thế này thì Hảo bán với giá là 1,5 triệu ha, chưa bao gồm phí ship ha. Đó, pin li-ion luôn, pin này là pin li-ion ha, chứ không phải là pin niken đời cổ mọi người ha. Đó, rồi kế tiếp cũng là một con Nasonan luôn. Con này cái mã nó khác cái con hồi nãy ha, con này mã là EZ7270. Ngoại hình còn nhìn còn rất là đẹp luôn, 90% ha, ba cấp chỉnh. Những cái con máy này thì nó êm thôi mọi người ha, chứ không phải là nó yếu ha. Búa đánh là giữ tay không nổi luôn. Đó. Rồi cái này nó cũng sử dụng pin 3.1A 10V8 nè. Cục pin 3.1A này với lại cục sạc á, thì một thân máy, một pin, một sạc á, thì họ bán với giá là 1,6 triệu ha. Rồi, kế tiếp một là cũng là một con máy của Nasonan luôn, 12V, Myjoy. Cái này thì mọi người về phải đóng pin lại mới sử dụng được ha. Cái này thì một
một thân máy một vỏ pin thì Hảo bán với giá là 500.000 đó, hàng made in Sa Păng luôn ha, đó, made in Sa Păng luôn. Để Hảo thử cho mọi người coi. Rất là êm ha. Búa rất là dồn dập ha. Rồi, một cái thân máy bắn vít Nasunan made in Sa Păng 12V, một thân máy một vỏ pin thì Hảo bán với giá là 500.000 mọi người ha. Giá bán chưa gồm phí ship. Mọi người nếu như mọi người mua thì nhờ thanh toán phí ship giùm Hảo ha. Đây, ngoại hình còn rất là đẹp luôn. Cái này có than mọi người ơi. Rồi, bây giờ kế tiếp là một cái cây vít gốc. Một cây vít gốc có búa của Nasunan luôn ha. Đó. Cái mã của nó là EZ6502. Đây. Cây này nhìn rất là đẹp ha. Đó. Nè, mã nè, EZ6502 DC 12V. À, nhìn còn rất là đẹp ha. Cái phần này nó chỉ bị chày sơn thôi. Cây này gần như là mới chưa sử dụng luôn. Một cái thân vít gốc có búa này thì Hảo bán với giá là 950.000 ha. Đó. Mọi người mua về đóng pin lại xài ha. Đó, rất là êm ha. Ở đây thì nó có một cái dòng để nó điếm ngắt búa ha. Từ những cái cây, những cái con bu lông mà từ M6 đến M12 ha. Thì nó sẽ có cái, nó có cho chế độ là nó điếm búa để nó ngắt. Ngắt đó mọi người thấy ha. Đó, ngắt nè. Cò vẫn bóp nha. Đó, cò vẫn bóp nhưng mà nó đã ngắt rồi ha. Đó. Mình sẽ chỉnh lên M8 thì nó sẽ búa lâu hơn chút. Đó. Đó. Thân máy này rất là đẹp ha. Đó. Rồi, một thân máy một cái vỏ pin thì Hảo bán với giá là 950.000 ha. Đó. Nhìn rất là đẹp luôn. Cái này thì mình có thể mình đưa vô những cái góc khó hay là gầm xe hay này kia để mình mở được ha. Đó là nó nè. Rồi, bây giờ hết còn đây là một cái cây bê tông Panasonic, nó sử dụng được hai dòng pin là 14V với lại 18V ha. À, ngoại hình rất là đẹp, đầy đủ đồ luôn. Cái này là cái đầu để chuyển từ khoang bê tông mũi SDS LED sang cái bắn vít ha. À, cái này không, nếu như mọi người ra mua lẻ không có dưới 250.000 đâu ha. Ở đây thì Hảo bán một bộ luôn. Bình thường thì những người bán khác người ta sẽ lấy lại cái này. Còn này thì Hảo để luôn ha. Đây là hai chế độ nè. Khoan với lại còn bên này là khoan có búa ha. Máy hoạt động rất là mạnh, gọn. À. Ở đây thì nó có 5 cấp trượt ha. 5 cấp trượt. 1 cấp khoan không búa ha. Đó. Ngoại hình nhìn còn rất là đẹp. Đây. Cái mã của nó là EZ78A1. Sử dụng hai dòng pin 14V với 18V ha, made in Sa Păng luôn. Rồi,
một cái bộ bê tông như thế này á, gồm một thân máy, một pin, một sạc, một pin 4.2A ha, hàng zin hết. Thì cái này Hảo sẽ bán với giá là 2,5 triệu một bộ ha, một bộ, một máy, một pin, một sạc. À, hàng còn rất là đẹp luôn ha, đầy đủ đồ luôn. Rồi bây giờ đã hết những cái món Bana với lại Nasunan rồi, thì bây giờ Hảo chuyển qua Makita đi ha. Makita thì cũng đủ loại luôn, từ giá thấp đến giá cao, từ hàng đã qua sử dụng đến hàng mới cũng có luôn ha. Rồi cây TD149 màu xanh cốm, ngoại hình còn rất là đẹp. À, sử dụng pin là 18V ha. Cái cây xanh cốm này thì nó là động cơ có than mọi người ha, rất là êm luôn. À, nó có dòng tua là khoảng 2.300 vòng một phút nè, lực nó khoảng 150 N ha, rất là êm. À, rồi cái thân máy Makita 149 màu xanh cốm này thì Hảo bán với giá là 1 triệu ha. Đó, giá bán chưa bao gồm phí ship. Thân máy có than mọi người ha. Đó, rất là đẹp ha. Đó, rồi kế tiếp là một cây bu lông đi, một cây bu lông Makita. Ba tốc độ ha, và có một cái tốc độ tự ngắt ha. Rồi, mã nó là TD285D ha, hàng made in Japan luôn đó. Vì hàng bãi mà cho nên nó có bị cấn chày một chút xíu thôi, một chút xíu tem thôi, cũng không ảnh hưởng ha. À, rồi thân máy của cây bu lông Makita 18V này thì Hảo bán với giá là 2,5 triệu ha. Đó, máy ngoại hình nhìn cũng còn ok, khoảng 90% ha. Đó, đầu cứng, đầu rất là cứng ha. Rồi kế tiếp là một cây búa dầu, một cây búa dầu của Makita. À, rất là êm ha, cũng ba cấp chỉnh, rất là êm luôn. Đó, búa nó rất là êm ha. Rồi cái cây này mình sử dụng làm gỗ hay bắn tôn đồ này kia đó, hay là gắp kệ, gắp tủ, gắp giường gì ở trong những cái căn chung cư cao cấp mà người ta không có cho phép độ ồn quá lớn á, thì cái cây này mình xài rất là ngon ha. Đó, rồi một cái thân búa dầu, một cái thân búa dầu Makita này hàng mới nó bán là khoảng 5,8 triệu đó, rồi hàng đã qua sử dụng thì Hảo bán giá là 2,3 triệu ha. À, màu đen, cái mã nó là TS141D ha. Đó, made in Japan luôn. Đó, made in Japan luôn mọi người ha. Đó, rồi kế tiếp là một cái cây một cây Makita đi, một cây Makita 137
màu trắng ha, sử dụng pin 14V, ngoại hình rất là đẹp, rất là êm luôn, cũng 3 cấp chỉnh. Đây, Makita TD137D. Cái tốc độ cao nhất của nó là khoảng 3600 vòng một phút ha. Lực của nó khoảng 170 N ha. Hàng made in Japan. Rồi, một thân máy Makita màu trắng như thế này thì Hảo bán với giá là 1.500.000 ha. Rồi, xin nhắc lại với mọi người là một thân máy Makita TD137D, sử dụng pin 14V, hàng made in Japan, bạch công tử. Bạch công tử thì họ bán với giá là 1.500.000 một thân máy ha. Nếu như mọi người có cần mua chọn bộ pin sạc thì liên hệ với Hảo để Hảo báo giá cho mọi người đủ bộ ha. Rồi, kế tiếp là một cây Makita màu hồng, hồng phấn cô nương ha. Đó, Makita 18V, tên của nó là đây TD148D, made in Japan. Cây này thì cái lực của nó với lại cái vòng tua nó cũng y như là cái thằng 137 ý. Đúng rồi, 137 hồi nãy thôi, nhưng mà nó là 18V ha. Cái tua nó nhỉnh hơn một chút xíu. Nó là cái dòng tua cao nhất của nó là 3800 vòng một phút ha. Hàng made in Japan luôn. Rất là êm ha. Rất là êm. Đó, búa đánh là cầm không nổi. Đó. Rồi, một thân máy Makita 148 hàng made in Japan. Thì cái này họ bán với giá là 1.700.000 ha. Đó. Rồi, kế tiếp là một cái cây máy mài cò bóp của Makita. Máy mài cò bóp của Makita, cốt sử dụng cốt 100 ha. 18V. Rất là êm mọi người ha. Tua rất là cao luôn. Cái này là hàng không than ha. BL Moto ha. Rồi, một cái thân máy mài cò bóp Makita 18V. Thì họ bán với giá là 2.200.000 ha. Rồi, kế tiếp là một con Makita. Một con Makita hàng zin nguyên bản luôn, cực kỳ đẹp, màu xanh. TD171D, hàng made in Japan. Dòng tua cao nhất của nó là khoảng 3800 vòng một phút. Lực maximum của nó là khoảng 180 N ha. 180 N. Dòng tua 3800 vòng một phút. 18V ha, hàng made in Japan luôn. Đó. Hàng này là cây này là cây nguyên bản luôn ha, nguyên bản zin của nó luôn. Rất là đẹp. Rất là nhiều chế độ luôn. Đó. Rất là đẹp luôn. Bàn phím là còn một cái lớp ni lông để bảo vệ, không có cấn chạy gì hết ha. Đó. Rồi, một cái cây Makita TD171D made in Japan. Cái này thì một thân máy này thì họ bán với giá là 2.500.000 ha. Đó. 2.500.000 một cái thân máy Makita 171D ha. Rồi, kế tiếp cũng là một cây Makita 171 luôn, nhưng mà cái con này thì nó hơi xấu hơn con hồi nãy một chút xíu. Đây. 171D made in Japan ha. Cái vỏ ngoài thì nó hơi chạy xước, hơi xấu một chút thôi, nhưng mà cái nó hoạt động rất là êm ha. Hoạt động đầy đủ full chức năng. Rồi. Cái thân máy Makita 171D made in Japan màu đen.
hơi xấu một chút xíu thì Hảo bán với giá là 2,4 triệu ha. Đó. Hàng zin nguyên bản ha. Đó. Rồi. Kế tiếp nữa là một cái cây Makita 40V. À, cái này là thân máy Hảo mới mua sách tay bên Nhật về ha. Đó, mã nó nè. TD002EG. Made in Japan. Tua dòng tua cao nhất của nó là khoảng 4600. Lực của nó khoảng 200 Newton ha. IP56 chống nước kháng nước ha. Đó. Kèm một cục pin đóng. Một cục pin đóng của 40V. Thì cái này cái tem của nó là 2.5A nhưng mà dung lượng thật sự của nó đến là 5A lần ha mọi người ha. Rất là êm ha. Đó. Đây là cái mô men sắn cực đại của nó nè. Màu vàng cực kỳ đẹp luôn, máy mới mà sao không đẹp được đúng không? À. Đó. Bốn cái đèn pin ha, rất là đẹp luôn. Mình có thể tắt đèn pin được ha. Đó. Rồi, một cái thân máy và một cục pin, một cái thân máy Makita 40V TD002R với lại một cục pin đóng này thì Hảo bán với giá là 5 triệu ha. Đó. Hàng mới luôn. Hàng mới xách tay từ bên Nhật về. Anh em nào mà sưu tầm thì alo Hảo ha. Rồi, bây giờ mình có một con Hiti lạc loài. Rồi, một con Hiti thương hiệu của Vua Công Trình. Hiti SED4A22. Sử dụng pin 22V ha. Đó, 22V 3.3A. Ba cấp độ. Cái vỏ máy là được làm bằng cao su pha sợi thủy tinh ha, rất là bền. Lực con này là khoảng 180 Newton ha. Đó. Rồi, một thân máy, một cục pin Hảo bán với giá 2 triệu 200 ngàn ha. Anh em nào cần thì liên hệ Hảo ha. Cực kỳ em luôn. Rồi, bây giờ tới mấy con Hitachi, Hikoki ha. Rồi, đầu tiên là một con máy bắn vít Hitachi. Hitachi 18V ha. Đó. 3 cấp độ. Rồi. Đó. Có thể chỉnh những cái cấp độ trên cái này ha. À 4 cấp chỉnh ha. 4 cấp chỉnh. Cái hàng này thì xài rất là bền. Rồi một cái thân máy bắn vít Hitachi 18V không than á thì Hảo bán giá là 1 triệu ha, một thân máy. À, 1 triệu. Sử dụng pin 18V ha. Anh em nào có nhu cầu đóng pin Hitachi có báo đèn á thì liên hệ Hảo ha. Đó. Rồi. Rồi, kế tiếp là một cái con khoan Hitachi. Khoan có búa ha. E-motor có 21 cấp trượt, một cấp khoan và một cấp búa, hai tốc độ ha, một là chậm, hai là nhanh. Đây là chậm nè, đây là nhanh nè. Ngoại hình còn rất là đẹp, 90% luôn. Đây mã nó nè, DV18DBSL ha. Cái này là thì Made in China ha. À. Rồi,
một cái thân máy khoan có búa Hitachi 18V. Cái này thì Hảo bán với giá là 1.600.000 ha. Rồi kế tiếp là một cái cây DDL2, một cây DDL2 14V. Đi cookie, hàng rất là đẹp ha. Đó, hàng mới 90% luôn. Nó cũng có 4 cấp chỉnh ha. Đó. Rất là êm ha. Rồi, một thân máy 1.4 triệu. Một thân máy DDL2 14V 1.4 triệu ha. Rồi, kế tiếp là một con Hikuki, một con bắn vít Hikuki 36V. 36V ha. Với cục pin Multivol, xài 36V cũng được mà xài 18V cũng được. Cái này là cục pin của Hikuki, nhưng mà ở phiên bản này, ở phiên bản châu Âu, cho nên nó tên của nó là Metabo ha. Đó. Rồi, một cái thân máy bắn vít 36V, một cục pin Multivol, xài được hai dòng pin 36V và 18V. Cái này thì Hảo bán với giá là 3.500.000 ha. Máy mới 90% luôn. Rồi, kế tiếp cũng là một con Hikuki 36V luôn, kèm một cục pin 36V luôn. Nhưng mà cái dòng này là cái dòng đời cao hơn cái con kia ha. Đó. Tên của nó nè. VKH36DC ha, hàng made in China, Hikuki. Đó. Tua rất là cao. Máy hàng rất là đẹp luôn. Cái này thì nó tới 4-5 cái chế độ để dặn vít, rồi bắn khoan, rồi bắn vít gỗ, bắn tôn, rồi bắn tùm lum ha. Đó. Cái tua chậm nè, rất là êm ha. Đó. Pin Hitachi có báo pin ha. Đó. Rồi, một cái con này thì Hảo bán một thân máy với lại một cục pin là giá 3.300.000 ha. Cái này là pin cũ, thân máy cũng cũ luôn. Còn cái thằng này là thân máy cũ pin mới luôn ha. Đó. À. Rồi, một cái vít gập Hitachi 7V2. Rất là gọn gàng ha. Cái cây này nhìn giống như là cây súng vậy đó. Đó. Rất là êm, nhưng mà búa đánh này cũng không yếu đâu ha. Đó. Cái này thì mình xài mình mở tủ điện rồi hay này kia cũng rất là gọn tay ha. Có hai hướng cầm thẳng gì cũng được, rồi mình bẻ cong gì cũng được ha. Rồi, một thân máy, một cục pin này Hảo bán với giá là 900.000 ha. Đó. Hitachi 7V2. Rồi, kế tiếp là một bộ máy thùng đi. Một bộ máy thùng của Panasonic ha. Đó. Rất là đẹp luôn. Một cây Panasonic EZ7420 ha. Đó. Hàng made in China. Cái thân máy này thì nó thân máy có than. Đó, hàng rất là đẹp luôn, như mới vậy đó. À, cái này thì nó dặn chiên, dặn những cái ốc vít đồ nhỏ ha, dặn những ốc vít CB hay dặn ốc vít của cái vỏ nhựa, nó có 21 cấp trượt với lại một cấp khoan ha, hai tốc độ, một nhanh một chậm. Này là chậm nè, này là nhanh nè. Hàng rất là gọn gàng ha.
khi mà mình bắn những cái tủ điện hay là những cái CB, những con ốc, con tán CB, ốc nhỏ đó, mình sợ nó bị quá lực, nó tuôn găng hay này kia nọ, thì mình sẽ sử dụng cái cây này để mình mở ha. Dặn vô mở ra thì cũng được. 21 cấp ngắt lực ha, điện tử. Đó. Rồi, một cái máy 2 pin. Một cái máy 2 pin, một sạc ha. Thì họ bán với giá là 2 triệu. Một thùng luôn. Cái sạc này thì mình có thể là mình ghim điện 220V được, nhưng mà không khuyến khích ha. Cái này thì Hảo không khuyến khích ha. Thừa chỉ Hảo thấy những anh em khác thì người ta ghim thôi, chứ cái này điện zin của nó vẫn là 100V ha. À. Rồi, kế tiếp là một cái thân vít gập Panasonic ha. Cái này là phiên bản kỷ niệm màu gold luôn. Đó. À. 7.2 vít trượt ha, màu gold luôn. Đó. Màu gold rất là đẹp ha. Rồi, một cái thân máy, một cục pin, một cục sạc này á, thì Hảo bán với giá là 1,5 triệu ha. Nó cũng có 21 cấp ngắt lực và một cấp khoan, hai tốc độ, một nhanh một chậm ha. Đó. Mình làm điện tử hay là mình làm những con ốc CB đồ này kia nọ, mình sử dụng cái này rất là ngon ha. Không có lo bị quá lực mà nó tuôn găng ha. Đó. Hai hướng đèn pin ha. Đó. Rồi. 1,5 triệu một thùng ha. 1,5 triệu một thùng như thế này ha. Đó. Một máy, một pin, một sạc. Cây Bana 7V2. Hàng kỷ niệm 40V luôn. Ấy, hàng kỷ niệm 40 năm. Màu gold luôn ha. Đó. Rồi, kế tiếp là một cái cây một cái thùng bu lông Hitachi 18V. À, đây rất là đẹp ha. Rồi đó, đi cực kỳ đời cao luôn, rất là đẹp ha. Lực con này thì khoảng là 400 newton mọi người ha. Cầm rất là gọn tay. Sạc đời mới, sạc có cổng USB luôn. Đó. Sạc được hai dòng pin 14V đến 18V luôn. À. Rồi, cái cây này nguyên một bộ này á là bao gồm một thân máy, một pin 6A với lại một sạc á, thì một cái thùng nữa thì Hảo bán với giá là 3,5 triệu ha. Đó, thân máy này rất là đẹp luôn. Cầm gọn gàng. Mình có thể mình xài một ngày mình xài nhiều á thì mình sẽ sử dụng những cái thân máy nhỏ gọn như thế này ha. Đó. Rồi, cái clip của Hảo đến đây là kết thúc ha. Nếu như mọi người coi trong clip thì mọi người xem kỹ ha, Hảo có mô tả từng cái chi tiết hàng hóa. Nếu như mà mọi người có yêu thích thì mọi người liên hệ với Hảo qua số điện thoại hay là Zalo, Facebook gì mà Hảo có để những cái đường link ở dưới phần mô tả của clip ha. Rồi mọi người mua hàng, một là chuyển khoản thì Hảo sẽ ship hàng, hai là mọi người đến hai cái địa chỉ nhà của Hảo để test máy trực tiếp, rồi thích thì lấy, còn không thích thì coi như anh em giao lưu ha. Rồi clip của Hảo đến đây là kết thúc ha. Xin cảm ơn mọi người rất là nhiều ha. Nếu như mọi người có yêu thích những cái dòng máy hay là những cái món đồ nghề nội địa của Nhật Bản, Made in USA hay Made in Japan gì đó, thì mọi người đăng ký kênh cho Hảo ha. Đăng ký kênh với lại bật thông báo để có những cái món hàng sưu tầm hay là những cái món hàng nào mọi người đang tìm kiếm thì sẽ có trong clip ha. À. Rồi, clip của Hảo đến đây kết thúc ha. Xin cảm ơn mọi người rất là nhiều.